anh có có sói ca à. một đám dao chỉ các nữ đệ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà sắc mặt đỏ chót nháy mắt to nhìn ninh thiên có có sói ca tô tỉnh sắc mặt thay đổi lông mày mãnh liệt nhăn lên cái này cái này tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong kịch bản không giống nhau lắm á thật đẹp trai nha đúng rồi đúng rồi so với vừa cái kia tiểu bài kiểm sói nhiều vị sư huynh này cái kia nhỏ bên trong là ta ngươi muốn là muốn ta chỗ này còn có á cô nàng chết dầm kia cái kia rõ ràng là ta sư huynh sư huynh ta chỗ này cũng có a à. một đám giao chỉ nữ đệ tử từ từng cái từng cái mắt bốc hoa đào nhẹ ngào gào lên giống như ác lang giống như vậy hận không được nhau tới tô tỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi khí cả người run lên tâm lý cực kỳ không thăng bằng dựa vào cái gì hắn chính là đi ngang qua một hồi còn không có nhìn kỹ sẽ bị mắng lão sắc phê mà thiên ma giáo chuyên kỳ tổ sư cũng đi người ta tắm dựa ào còn bắt người ta thiết thân y vật nhưng nữ đệ tử này lại nói là sói ca con muốn chủ động lấy lang khu phụ nhìn thấy này một đám nữ đệ tử chủ động giáng dấp Ninh Thiên sờ sờ mũi, không cần phải nói, đây nhất định là được thần mị thể chất ảnh hưởng, không thể không nói. Cái này thần mị thể chất, ở quan trọng thời điểm, vẫn rất có dùng. Không, không cần phải, nghe được những cái nữ đệ tử dĩ nhiên còn muốn cởi thiết thân y vật cho hắn. Ninh Thiên khóe miệng giật một cái, vội vã từ chối. Sau đó, lặng lẽ gieo gieo đem cái kia phấn sắc nhỏ bên trong cho ném vào trong nước hồ. Hắn đối với đồ chơi này, có thể không có hứng thú. Là ai, xông vào ta tiên linh tuyền. Lúc này, một đạo thấp uống tiếng vang lên, có ngay tôn cảnh khí tức bạo phát. Thanh Lâm trưởng lão ánh mắt rơi vào Ninh Thiên trên thân, một đạo khí thế liền muốn trực tiếp Ninh Thiên, thiên tôn cảnh cường giả, Ninh Thiên sững sờ, Thanh Lâm trưởng lão trận đã. Lúc này, giữa bầu trời truyền đến giao trì thánh nữ thanh âm, Chỉ thấy thiên mã bảo kiệu rơi trên mặt đất, giao trì thánh nữ từ trong đó dịu dàng đi ra. Thánh nữ, thánh nữ đại nhân, nhìn thấy giao trì thánh nữ, Thanh Lâm trưởng lão cùng một đám nữ đệ tử đều là nghi hoặc. Giao trì thánh nữ làm sao tới? Thanh Lâm trưởng lão, giao trì thánh nữ bắt tác dĩ xem tiên linh tuyền bên trong Ninh Thiên một chút sau đó đối với thanh lâm trưởng lão nói hắn là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư là thánh chủ cho phép tiến vào cái này tiên linh tuyền thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư nghe được giao trì thành nữ thanh lâm trưởng lão cùng một đám giao trì đệ tử đều là trong lòng cả kinh dồn dập nhìn về phía tiên linh trong ao ninh thiên nguyên lai like, hắn chính là gần nhất thanh danh vang xa thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư chẳng trách đẹp trai như vậy à Dĩ nhiên là hắn, ta nghĩ cho hắn sinh hầu tử, ta không phải là sen tổ sư soái, ta chính là đơn thuần muốn sinh hầu tử. Cô nàng chết sầm kia, người sẽ không sợ nữ đấy nha. Một đám gia chi đệ tử nghị luận sôi nổi, Thanh Lâm trưởng lão trong mắt lóe ra một vệt hơi ánh sáng. Nghĩ đến quãng thời gian trước sự tình về sau, về mặt lập tức cung kính, đối với Ninh Thiên nói nói, không biết là Thiên Ma giáo tổ sư đại giá Quang Lâm, Thanh Lâm có bao nhiêu đắc tội, xin lỗi. Không, không có việc gì. Ninh Thiên vung vung tay, một bên, nhìn cùng mình đãi ngộ hoàn toàn khác nhau Ninh Thiên, Tô Tỉnh ghen ghét nhìn răng. Ninh Thiên là truyền kỳ tổ sư thì lại làm sao? Hắn dù gì cũng là thiên không thánh địa tân nhiệm thánh tử à? Tương lai có thể trưởng quản thiên không thánh địa tồn tại à? Có thể hay không nhìn thẳng nhìn một cái hắn. Nhưng mà, Tô Tỉnh cũng chỉ có thể trong lòng phát tiết, giờ khắc này xung quanh sở hữu ánh mắt. Cũng rơi vào Ninh Thiên trên thân, không có một người nhìn hắn. Hai vị, nói vậy đều là tới thử luyện tiên linh tuyển đi. Thanh Lâm trưởng lão nhìn về phía Ninh Thiên cùng Tô Tỉnh hai người, chậm rãi nói. Mê mờ Hai người gật gù, vậy hai vị, đi. Thanh Lam trưởng lão làm một cái tư thế. Ninh Thiên nhìn về phía cái kia chọc vào Vân Thiên, giống như đại hà chi thủy trên trời đến đồng dạng tiên linh tuyền, trong mắt lóe ra một vệt chấn động. Tình cảnh này có thể nói là tuyệt hảo phong cảnh. Thắt nước chi thủy rơi vào phía dưới trên tảng đá lúc càng còn phát ra trận trận tiên nhạc. Diệu, thật sự là hay lắm. Trong lúc nhất thời, Ninh Thiên lại có chút say mê trong đó. Hừ, thấy cảnh này, Tô Tình còn tưởng rằng Ninh Thiên sợ, chính là hừ lạnh một tiếng chủ động nhằm phía cái kia tiên lính thác nước hắn muốn chứng minh cho những này giao trì đệ tử nhìn soi có ích lợi gì lại soái thực lực lại mạnh mới là quan trọng nhất lăn tô tình nhảy vào tiên lính thác nước một đám đệ tử nhìn khuế miệng hắn lập tức hất lên rốt cục nhìn ta có thể tiếp đó những đệ tử này nhưng suýt chút nữa để hắn thổ huyết không biết tổ sư biết đánh nhau hay không phải chúng ta giao trì tiên lính thác nước ghi chép đâu lần trước lâu nhất ta nhớ rằng là thành nữ đi đầy đủ kiên trì ba tiếng không biết Tổ sư có thể kiên trì bao lâu? Ta cảm thấy, lấy tổ sư đẹp trai, nhất định có thể phá ghi chết. Nghe được các nàng, bốn câu ba câu không rời bỏ được tổ sư. Tô tỉnh khí suýt chút nữa liền còn mắt một đen. Bình tĩnh, bình tĩnh, một đám tóc dài, kiến thức ngắn nữ nhân mà thôi. Hà tất chấp nhặt với bọn họ. Ta sẽ chứng minh cho các người xem, thực lực mới là cực kỳ quan trọng. Tô tỉnh hừ lạnh một tiếng, ổn định đạo tâm. Sau đó hướng về cái kia tiên linh dưới thác nước ngồi xếp bằng. Bắt đầu tiết thu trên trời rơi xuống nước rội rửa từng đạo thác nước từng tầng rơi ở trên người hắn vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy vấn đề không lớn có thể càng đi về phía sau sắc mặt hắn càng ngày càng không đúng vừa bắt đầu những này thác nước chi thủy vẫn chỉ là dường như hòn đá nhỏ trùng kích cái kia đến mặt sau thì tương đương với là từng tòa từng tòa đại sơn đè xuống có vô cùng áp lực gần một giờ về sau tô tỉnh liền có chút không kiên trì được chà chà xem ra hắn cũng chỉ có thể nói một chút một canh giờ liền không kiên trì được không quá giỏi cung tổ sư so với hắn kém xa một đám giao trì đệ tử nhìn thấy hắn dáng dấp này đều là âm thầm nắc đầu nghe nói như thế tô tình vốn liền chịu không nổi áp lực khóe miệng mơ hồ có máu tươi lưu lạc đáng ghét tô tình khẽ cắn răng hắn cũng không tin hắn kiên trì không hắn vận chuyển linh khí ơm um, một đạo nổ tung hiện lên chỉ thấy hắn một ngụm máu tươi phun ra trên thân nhất thời cảm giác lạnh lẽo ban đầu hắn không có để ý mai đến tận một thanh âm vang lên anh nha, à, hắn y phục nổ ra, hắn thật nhỏ ạ. À. Nghe vậy, tô tỉnh sắc mặt thay đổi, mãnh liệt nhìn mình, y phục dĩ nhiên ở vừa nổ ra. Đậu phòng, tô tỉnh hoàn toàn biến sắc, vội vã là linh khí hộ thể, cực kỳ khó coi. Nhìn thấy hắn cái này thảm trạng, ninh thiên ở một bên cười trộm, cười trên sự đau khổ của người khác. Gia hòa này, bị đánh mặt coi như, lại còn bị nữ đệ tử nói nhỏ. Đây của thực là một loại sỉ nhục a à. Ngươi, ngươi thiếu cười. Nhìn thấy Ninh Thiên cười trộm, tô Tỉnh mặt mũi nhất thời không nhịn được, sắc mặt đỏ lên ngươi mới chỉ là thông linh cảnh ngươi ngươi so với ta cũng không khá hơn chút nào vậy không nhọc ngươi nhọc lòng ninh thiên nhàn nhạt, nhạt xem tô tỉnh một chút sau đó ở một đám giao trì đệ tử nóng rực dưới ánh mắt hướng đi cái kia tiên linh thác nước theo ninh thiên đi đến tiên linh tuyển bên giao trì đệ tử đều là trong mắt lấy tinh quang chờ mong nhìn hắn bọn nha đầu các ngươi nói tổ sư có thể kiên trì bao lâu một cái tuổi gần hơi lớn một điểm giao trì sư tỷ đôi mắt đẹp ngậm xuân nhìn hướng đi tiên linh thác nước ninh thiên cái này ta nghĩ nên sẽ siêu việt thánh nữ 2 giờ đi dù sao tổ sư đẹp trai như vậy thân thể khẳng định rất tốt nhất định có thể kiên trì rất lâu nói có đạo lý nam nhân mà nhất định phải kiên trì lâu mới được giao hương sư tỷ ta thế nào cảm giác người nói lệch muốn cái gì đâu tiểu ni tử chúng ta bây giờ chính là đang bàn luận tổ sư kéo dài năng lực mà thôi giao hương sư tỷ nghiêm túc nói chỉ có tiểu sư muội còn đầu đầy nước mắt nghe được bọn họ ninh thiên tâm lý thẹn thùng những nữ nhân này quá điên cuồng mỗi người như hổ như sói, xen ra, làm xong tiên linh tuyển sự tình về sau, được mau mau ly khai nơi này, gia hỏa này nghe được những cái giao trì đệ tử nghị luận, tô tỉnh gắn răng là có khí lại ước ao à, cái kia, tô tỉnh sư đệ, y phục cho ngươi, một bên giao thức lấy ra một bộ y phục, đưa cho tô tỉnh đồng thời còn ngắm một chút tô tỉnh dưới thân nhíu mày nhăn tựa hồ nói thầm một tiếng của niên thật nhỏ tô tình sững sờ sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi có lầm hay không à hắn cái này thánh tử mặt mũi có chút không nhịn được à hắn cơ hồ là cắn răng cầm quần áo thay sau đó trừng mắt tiên linh bên cạnh thác nước ninh thiên chuẩn bị nhìn một chút kịch hay tiểu tử này kiên trì thời gian nhất định phải so với mình ít hơn nữa còn muốn so với mình nhỏ ninh thiên chậm rãi hướng về cái kia tiên linh thác nước đi đến còn chưa tới gần cảm nhận được áp lực thật lớn không hổ là từ thiên mà đến linh tuyền linh khí nồng nặc cùng cực chợt hắn hít sâu một hơi vận chuyển thiên thần lục từng bước từng bước hướng về tiên lình thác nước bên trong đi đến tiên lình thác nước bên trong một tảng đá vừa vặn lạnh người ngồi xếp bằng ở trong đó ninh mạch dưới chân du long nảy qua nhảy một cái chính là ngồi cùng cự thạch kia bên trên bạch loạch xoạch trong nẻ mắt cái kia linh tuyển thác nước trực tiếp là đem hắn chung thành một cái ướt súng bất quá ninh thiên cũng vì lưu ý vận chuyển linh khí bắt đầu yên lặng chịu đựng cái này linh tuyển chi thủy rỗ rửa ban đầu hắn cũng là cảm nhận được cái này nước linh tuyền vẻn vẹn chỉ là dường như hòn đá nhỏ đồng dạng rơi vào trên người, không đến nơi đến trốn. Thế nhưng, theo thời gian chuyển rời, giống như san sát đại sơn. Ơm, um, từng đoàn 30 phút, ninh thiên trên người y phục chính là nổ ra. Ơm, um, tình cảnh này, trong nhảy mắt hấp dẫn tiên linh tuyền bên cạnh mọi người chủ ý lực. Anh, lúc này mới nửa giờ, tổ sư thì có không kiên trì được à? Tốt đáng tiếc à? Không thể không nói, tổ sư tám khối cơ bụng là thật là đẹp mắt, chính là đáng tiếc quân vẫn còn ở đó Nhà đầu chết tiệt kia ngươi đang suy nghĩ gì đấy một đám giao chỉ đệ tử thấy cảnh này đều là lắc đầu một cái thầm than đáng tiếc hừ từng đoán nửa giờ người đàn ông này không được a à, qua nga á. À. một bên vẫn chờ đợi thời khắc này tô tỉnh rốt cục cảm giác dương mi thổ khí hắn hử lạnh một tiếng mười phần khó chịu trào phúng lên tiếng mới biết cái gì một cái dao chỉ nữ đệ tử liếc tô tỉnh một chút cái này không gọi ngắn cái này gọi là nhỏ bé nhanh nhẹn đúng đấy chính là người mời ngắn cả nhà ngươi cũng ngắn không cho phép ngươi nói tổ sư nàng rất nhanh dẫn lên một đám giao trì đệ tử phụ họa tô tỉnh trên đầu chậm rãi liều lĩnh ba cái dấu chấm hỏi một mặt chẳng váng nhìn giao trì đệ tử thật sự tổ sư soái thì có thể làm cho những nữ đệ tử này muốn làm gì thì làm thôi phúc rốt cục tô tỉnh một ngụm máu tươi phun ra đến ất ức không chiếm được anh tô tỉnh sư đệ tô tỉnh sư đệ ngươi làm sao thấy cảnh này nhưng làm giáo tức dọa cho xấu hừ nhìn nhìn ngắn coi như hoàn hư lần này thổ huyết đi phúc Người, các người, Tô Tình Nguyên bản còn có một cái thuận khí, nghe nói như thế, trong nháy mắt có thể không được, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra tới. Các người mau nhìn, tổ sư, thật giống có thể kiên trì. Đang lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm từ một bên vang lên. Bạch, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới, nhìn về phía cái kia tiên linh thác nước. Đây là, gia trì thánh nữ trước sau yên lặng nhìn chăm chú lên Ninh Thiên. Đột nhiên nàng mắt đẹp bên trong nảy qua một việc kinh ngạc, đó là, chỉ thấy ninh thiên sau lưng đột nhiên một đạo to lớn linh khí hiện lên ơm um, toàn bộ linh hải trong nháy mắt đem tiên linh thác nước cho bao phủ 199 đầu lối kiếp linh mạch lại một lần nữa hóa thành 199 đầu lôi long không ngừng theo tiên linh thác nước thẳng trùng mà đi thấy cảnh này không ít giao trì đệ tử đều là kinh ngạc che môi đỏ chuyện này đây là cái gì tình huống đột nhiên ở chúng nữ nghi hoặc dưới ánh mắt cái kia 199 đầu lôi long bên trong dĩ nhiên lại một lần nữa bốc lên một cái thật nhỏ màu sắc rực rỡ âm long đúng thế linh mạch giao chi thánh nữ đồng tử mãnh liệt co rụt lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn hít vào một ngụm khí lạnh linh mạch tổ sư dĩ nhiên một bên thừa nhận tiên linh thác nước cự đại trùng kích vào lúc còn một bên khai ích linh mạch một đám giao chỉ trùng nữ từng cái từng cái đôi mắt đẹp trùng lão đại biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu đặc sắc thì có nhiều đặc sắc tình cảnh này của thực chính là rất thái quá hắn hắn o khai ích linh mạch tô tình đại não một mảnh trắng xóa sững sờ nhìn tình cảnh này trong ánh mắt né qua một vệt khiếp sợ hắn vừa mới trải qua cái này linh tuyển thác nước rội rửa tự nhiên minh bạch cái này tiên linh tuyển nước khủng bố hắn đều chỉ lo vận chuyển tất cả linh khí chống lại mà ninh thiên nhưng còn có lòng thanh thản khai ích linh mạch ta phốc tô tỉnh nôn một mụ máu tươi trước mắt tối sầm lại trực tiếp là hôn mê anh tô tỉnh sư đệ tô tỉnh sư đệ ngươi tỉnh lại đi a à. người đau tô tỉnh sư đệ ngất đi thấy thế giao thức vội vã là lo lắng kêu cứu nhưng mà không có một người quan tâm đến nàng các nàng ánh mắt đều là đặt ở tiên linh thác nước thanh niên kia bên trên giờ khắc này ninh thiên đang tại vận chuyển thiên thần lục không ngừng đi thử nghiệm khai ích linh mạch hắn vừa phát hiện cái này linh tuyền bên trong linh khí cực kỳ nồng nặc hơn nữa linh khí này bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một loại từng đạo vận đó chính là nhạc đạo hiện tại ninh thiên thử nghiệm khai ích chính là nhạc đạo linh mạch hắn tin chắc ta có tam thiên đại đạo thế vì sao không thể có ba ngàn linh mạch đâu mỗi một loại nói nói không chắc liền có thể khai ích một loại linh mạch tam thiên đại đạo linh mạch nếu là khai ích đây chẳng phải là vô địch ninh thiên hiện tại ý nghĩ này rất khủng bố nếu là bị người khác biết được không chỉ sẽ khiếp sợ càng sẽ mắng hắn là người điên bởi vì tam thiên đại đạo linh mạch xưa nay chưa từng xuất hiện căn bản không người thử nghiệm đến đây đi tam thiên đại đạo hôm nay liên tứ nhạc đạo bắt đầu ninh thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang chợt bình tĩnh cảm thụ được nước suối rơi vào phía dưới thạch đầu thanh âm tí tách dâm mỗi một lần va chạm mặc dù nghe tới lộn xộn thế nhưng tĩnh tâm lắng nghe lại là đặc sắc đó là nhạc đạo một cái có một cái linh mạch hiện lên cái kia khổng lồ linh hải bên trong không ngừng có linh mạch hiện lên đây đây là cái gì tốc độ trước mắt bất quá phút chốc thì có mười mấy đầu thấy cảnh này giao trì thành nữ cùng một đám giao trì đệ tử đều là chừng lớn đôi mắt đẹp môi đỏ khé nhách khí tức tựa hồ cũng có chút gấp gáp nhìn về phía ninh thiên ánh mắt bên trong tràn ngập xấu sắc cuồng nhiệt loại này thiên phú coi như là giao trì thành nữ cũng mặc cảm không bằng kém mười vạn tám ngàn giảm a đột nhiên cái kia tiên lĩnh thác nước một đạo oanh kích tiếng vang lên răng rắc chỉ thấy cái kia bên trong linh hải vừa ngưng tụ mấy chục đầu linh mạch dĩ nhiên toàn bộ phá toái đây là cái gì tình huống chúng nữ trong con người xinh đẹp né qua một vệt nghi hoặc nhìn về phía ninh thiên không được những này linh mạch quá bạc nhược ninh thiên thì thào nhỏ nhẹ hắn vừa mặc dù một hơi ngưng tụ mấy chục đầu nhưng những này linh mạch của thực yếu đáng thương coi như là mấy chục đầu nhưng cùng lối kiếp linh mạch so với của thực một cái trên mặt đất một cái ở thiên cuối cùng là nguyên nhân gì ninh thiên long mày hơi nhíu lên trong lòng tràn ngập nghi hoặc hệ thống túc chủ người linh hải vẫn chưa hấp thu nhạc đạo tinh hoa vì lẽ đó nhạc đạo linh mạch mở ra đến nhỏ yếu cực kỳ như vậy á à? ninh thiên rơi vào trầm ngâm cái này tiên linh thác nước trong linh khí mười phần nồng nặc hắn không chỉ là muốn đem thể chất tăng cường lại càng là muốn thuận tiện mở linh mạch tiền này vui mừng chẳng lẽ còn chưa đủ hệ thống đây là tự nhiên túc chủ có thể dùng tự mình tấu nhạc phối hợp linh khí phối hợp suối vui mừng khai ích nhạc đạo linh mạch tự mình tấu nhạc ninh thiên xứng sở rất nhanh trong mắt lấy ra một vệt tinh quang quãng thời gian trước khiết sợ giao trì thánh nữ hệ thống cho khen thưởng chính là tam thiên đại đạo chi nhạc đạo tinh thông kha kha trời cũng giúp ta ninh thiên khóe miệng hơi hắt lên chợt nhìn về phía tiên linh tuyển thanh âm từ thác nước bên trong chuyển đến thánh nữ có thể hay không cho ta mượn một chương cổ tranh cổ tranh nghe được ninh thiên giao trì chúng nữ sửng sốt tổ sư muốn cổ tranh làm cái gì cổ tranh Giao trì Thánh Nữ sững sờ một hồi, tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy ra một thanh linh khí cổ tranh nhẹ nhàng vỗ, chính là bay về phía tiên linh thác nước. May mà Giao trì cũng tu nhạc đạo, không phải vậy, nàng vẫn đúng là không thể cấm ra. Rất nhanh, tiên linh thác nước, một đoàn linh khí bay ra, đem cổ tranh bao phủ, thu vào, tạ Thánh Nữ, ninh thiên âm thanh vang lên. Giao trì chúng nữ đều là hơi nhiều may, dồn dập hiếu kỳ nhìn về phía tiên linh thác nước. Tổ sư cuối cùng là phải làm gì? Tiên linh thác nước. Ninh Thiên đem cổ tranh đặt ở trên đùi, cổ tranh dù gì cũng là linh khí, lại có hắn linh khí bảo hộ, cái này linh tuyền chi thủy ảnh hưởng không hắn. Bất quá, vấn đề tới, cổ tranh nơi tay, hắn muốn biểu diễn thập liên thành. Sao đâu? Ninh Thiên hơi trầm ngâm, rất nhanh, trong đầu có một ý kiến. Chợt linh khí lặng yên vận chuyển, Tam Thiên đại đạo, nhạc đạo nhạc lý đang tại khởi động. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Ninh Thiên cả người khí tức cũng không giống nhau. Ở vận chuyển kiếm đạo lúc, hắn là một thanh kiếm, mà vận chuyển nhạc đạo lúc, hắn chính là mừng lớn sư. Chanh, bong bong, theo Ninh Thiên để tay ở cổ tranh trên dây cung. Cái kia du dương giống như dòng suối nhỏ chuyển giống như âm thanh vang lên. Hắn hôm nay, lên muốn ở tiên linh dưới thác nước, dùng cổ tranh đánh một khúc đông phong phá. Dâm, dâm, theo nước suối hạ xuống tiếng, vang lên là một trận huyền chuyển trầm thấp cầm âm, tả âm vang vọng toàn bộ giao trì thánh địa đây là nâng theo lấy cổ tranh chi nhạc vang lên một đàn gia trì đệ tử đều là trong lòng chấn động mạnh một cái tổ sư dĩ nhiên ở bên trong tấu lên lượn lờ tiên nhạc cái này nhạc đạo tạo nghệ nghe được cái kia mười phần say mê tiếng nhạc giao trì thành nữ chọn to con mắt trong lòng không nhịn được khiếp sợ nàng cũng là tu luyện nhạc đạo tự nhiên minh bạch ninh thiên nhạc đạo tạo nghệ cao bao nhiêu nàng vèn vẹn mới hơi có tiêu thành trình độ mà ninh thiên tối thiểu cũng là đang đường nhập thất trình độ à tổ sư tiên nhạc thật đẹp cảm giác lỗ tài trong lòng mang thai cô nàng chết dầm kia ta xem ngươi là không nghĩ lỗ tài trong lòng mang thai mà là muốn thật trong lòng mang thai đi một đám giao chi đệ tử đều là chìm đám tại đây tiên nhạc bên trong như si như say cổ tranh tiên nhạc truyền khắp toàn bộ giao chi thánh địa giao chỉ cung đây là nghe được trận kia trận truyền đến tiên nhạc tiếng tây vương mẫu trong con người xinh đẹp né qua một vệt tinh quang thi thào nhỏ nhẹ cái này nhạc đạo lý giải có chút khủng bố a à? nghe cầm âm tựa hồ là giao khê nha đầu kia tiên nhạc cổ tranh truyền ra thế nhưng là giao khê nhạc đạo có thể xa xa không có cao như thế á à? tây vương mẫu hơi nhiều cau mày chợt bắt chuyện một đám giao chỉ trưởng lão chiêu vị theo ta đi tiên linh tuyền bên trong đại điện một đám giao chỉ trưởng lão cũng chìm đắm tại đây tiên nhạc bên trong nghe được tây vương mẫu nói về sau mỗi một cái đều là gật gù các nàng đối với cái này tiên nhạc cũng rất là tò mò theo các nàng biết giao chỉ bên trong nắm giữ loại này tinh thông nhạc đạo đệ tử thế nhưng là cực nhỏ tiên linh tuyền bên trên bầu trời mấy đạo khí tức hạ xuống đúng thế thánh chủ nhìn thấy tây vương mẫu cùng tất cả trưởng lão một đám giao chỉ đệ tử kinh ngạc liền muốn hành lễ nhưng là bị Tây Vương Mẫu xua tay ngăn cản cũng là một cái cấm khẩu động tác Tây Vương Mẫu cùng tất cả trưởng lão rơi vào tiên linh tuyền bên Thánh Chủ Giao Chi Thánh Nữ mềm mại đối với Tây Vương Mẫu thi lễ một cái Tây Vương Mẫu gật gù hít đối mắt đẹp nhìn về phía cái kia tiên linh thác nước bên trong Ninh Thiên trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới cái này biểu diễn như vậy tiên nhạc người dĩ nhiên là Ninh Thiên liền ngay cả xung quanh một đám trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi nhìn về phía Ninh Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tán thưởng. Người này không chỉ là thiên phú cực cao, liền ngay cả nhạc đạo cũng cường gián như thế. Xem ra, thiên mà giáo tương lai có hy vọng à. Nưu đề cũng có một cái hảo phu quân à. Một đám giao chỉ trưởng lão âm thầm gật đầu, đối với Ninh Thiên đã là tràn ngập một tia kính nể. Tiên nhạc lợn lờ, thắc nước bên trong, ẩn ước có thể thấy được Ninh Thiên động tác trên tay không ngừng. Giơ tay dây cung động, tiên nhạc ra. ừm, uhm, đột nhiên. Ninh Thiên cái kia khổng lồ linh hải bên trong, một luồng to lớn linh khí tụ hợp vào, nâng theo lấy cổ tranh chi nhạc, hắn muốn khai ích nhạc đạo linh mạch, hắn đây là muốn khai ích linh mạch một đám giao trì trưởng lão sùng sốt thật không thể tin nhìn ninh thiên không thể nào ở tiên lình thác nước một bên biểu diễn cổ tranh một bên khai ích linh mạch tiểu tử này còn là một người sao thú vị thấy cảnh này tây vương mộ đôi mắt đẹp híp lại khuấy miệng hất lên một vệt đẹp bé độ cong dĩ nhiên là muốn khai ích nhạc đạo linh mạch là gan thật sự là không nhỏ nàng không hổ là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả một chút liền nhìn ra ninh thiên muốn làm gì nàng nụ cười rất đẹp thật là có hứng thú đã như vậy vậy hãy để cho ta giúp người tên tiểu tử này một cái đi tiên lính thác nước ninh thiên biểu diễn cổ tranh sau so lưng linh hải khai ích linh khí hiện tại khai ích nhạc đạo linh mạch tuy nhiên so trước đó cường đại không ít nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó tựa hồ hay là không đủ mạnh đại ninh thiên hơi nhiều cao mày cuối cùng vẫn là hắn nhạc đạo lĩnh ngộ trình độ không đủ thôi chỉ có thể như vậy ninh thiên thở dài chuẩn bị khai ích linh mạch đột nhiên lại là một trận tiêu vui mừng vang lên tựa hồ ở nghênh hợp cổ tranh chi nhạc đây là ninh thiên trong mắt lấy ra một vệt vẻ nghi hoặc cái này tiếng tiêu thê lương phối hợp hắn cổ tranh tiếng dĩ nhiên có một fan đặc biệt ý cảnh chuyện này thời khắc này ninh thiên rõ ràng nhận biết được xung quanh nhạc đạo ở không ngừng lên cao hắn có thể ngưng tụ nhạc đạo linh mạch ta có thể cùng lối tiếp linh mạch ngang hàng chợt ninh thiên không tại do dự tại đây tràn ngập vận đạo tiếng nhạc phía dưới bắt đầu ngưng tụ linh mạch Ừm, um, có thể bên trong chuyển đến chấn động tiếp đó một cái to lớn nhạc đạo linh mạch hiện lên Tiên Linh Tuyền một bên, giao trì chúng nữ đều là nhìn về phía cái kia trên đỉnh núi. Tây Vương Mẫu nâng tiêu ở bên mép, môi đỏ thổi nhẹ, tiêu vui mừng như mình đeo vòng. Huyền chuyển du dương, hiển lộ hết thê lương. Phối hợp Ninh Thiên cái kia cổ tranh, một khúc đông phong phả ý cảnh liền tái hiện ra. Tiên nhạc rung động lòng người, thăm thẳm cầm vui mừng tiếng tiêu thê lương. Diệu, tuyệt không thể tả nha. Giao trì tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là chìm đắm ở cổ tranh cùng tiêu vui mừng bên trong có tây vương mẫu cái này tiêu vui mừng vang lên mọi người phảng phất như đối mặt tiên giới hai người tiên nhạc phối hợp đúng là phát họa ra một bước nam nữ yêu hận tình dài chi màn để không ít đệ tử đều là âm thầm gào khóc chìm đắm trong đó chuyện này hảo lợi hại giao trì thánh nữ trùng lớn đôi mắt đẹp không khỏi cảm thán tình cảnh này của thực là thần hồi lâu tiên nhạc chậm rãi dừng lại giao trì chúng nữ cho tỉnh ngộ nhưng cũng âm thầm thở dài như vậy tiên nhạc hoàn toàn không được nghe trả na trên vách núi tây vương mẫu thả ra trong tay trường tiêu đôi mắt đẹp nhìn về phía linh tuyển thác nước, cái kia khổng lồ linh hải bên trong đã là có hai mươi đầu nhạc đạo linh mạch hiện lên, hắn dĩ nhiên thành công. thấy cảnh này, tây vương mẫu không khỏi cảm thán, này thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư có chút quá thần kỳ. linh tuyển thác nước bên trong, ninh thiên ly khai cổ tranh đem để ở một bên, hô, hắn thở một hơi, có tây vương mẫu trợ giúp, hắn thành công ngưng tụ hai mươi đầu hoàn chỉnh tiên nhạc linh mạch, Lối kiếp linh mạch trưởng khống lôi điện, mà tiên nhạc linh mạch thì là làm cho người rơi vào trong đó, người khiếp sợ tây vương mẫu người khiếp sợ giao trì thánh nữ người khiếp sợ một đám giao trì trưởng lão người khiếp sợ giao trì trùng nữ khen thường thể kỹ năng nhanh như chớp có thể tiến hành 3 lần khá xa khoảng cách chuyển vị hệ thống thanh âm trong đầu vang lên ngưng tụ 20 đầu hoàn chỉnh tin nhạc linh mạch ninh thiên trong lòng sen như hơi hơi thỏa mãn mà bây giờ thì là muốn cải thiện thể chất hệ thống sử dụng tấm kia mạnh phách kiện thể thể ninh thiên thầm nghĩ trong lòng đang tại sử dụng mạnh phách kiện thể thể sử dụng thành công mạnh phách kiện thể, thể thể vừa sử dụng Ninh Thiên thân thể trong nháy mắt bị một trận kim quang bao phủ, chợt linh hải vừa thu lại, yên lặng tiếp thu cái này linh tuyển rội rửa. Một canh giờ, hai giờ, ba tiếng trôi qua, nhìn thấy cái kia ở linh tuyển dưới thăng nước, kiên trì hơn ba giờ Ninh Thiên. Một đám giao chi đệ tử đều là kinh ngạc, thêm vào vừa cái kia tấu nhạc thời gian, đã có tới bốn tiếng. Hơn nữa, giờ khắc này Ninh Thiên một mặt bình tĩnh, tựa hồ, còn có thể kiên trì. À, không hổ là tổ sư, của nhiên là chân nam nhân, dĩ nhiên kiên trì lâu như vậy không biết tổ sư ở đường phương diện có thể hay không kiên trì lâu như vậy một cái dao chỉ sư muội khuôn mặt đỏ bừng bừng đột nhiên nói một câu một đám giao chỉ đệ tử trầm mặc nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên ông ừ. một bên tôi tỉnh rốt cục tỉnh lại hắn chà chà khóe miệng khô héo vết máu nghi hoặc nhìn bên cạnh giao tước ta ta đây là hôn mê bao lâu đại khái bốn tiếng nhìn thấy tô tỉnh tỉnh lại giao tước thở một hơi tỉnh lại là tốt rồi nàng còn tưởng rằng tô tỉnh sư đệ tỉnh không đến đây bốn tiếng tô tỉnh tâm lý chấn động sắc mặt nóng lên, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ném khỏi đây bao lớn một cái mặt. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt liếc về tiên linh thác nước, nhìn thấy trong đó ngồi xếp bằng thân ảnh, hắn chấn động mạnh một cái. Hắn, hắn còn đang kiên trì, đúng vậy, giao tức cẩn cù, ta, ta dĩ nhiên còn cười nhạo hắn, ta, ta, phốc, tô tình chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, trong lòng tựa như vang lên một trận phá toái tiếng. Tô tình sư đệ, ngươi, ngươi đây là làm sao, nhìn thấy tô tình lại là thổ huyết, giao tức một mặt nghi hoặc, hôm nay tô tình sư đệ đây là bị thương không được, vì sao tổng thổ huyết giao tước tô tỉnh thánh từ đạo tâm đá vỡ sợ là phế người tiễn hắn sẽ thiên khung thánh địa đi tây vương mẫu thanh âm từ một chỗ truyền đến đạo tâm phế phế giao tước chấn động trong lòng sắc mặt có chút khó coi gật gù biết rõ thánh chủ giao tước minh bạch nói xong nàng chính là đâu lấy tô tỉnh rời đi nhìn thấy tô tỉnh cái kia nàn lòng thoái chỉ dáng dấp Tây Vương Mẫu không có chút nào một tia đồng tình, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Chỉ là một cái thánh tử, cũng dám cùng Ninh Thiên so với, thật sự là quá không tự lượng sức. Chợt, nàng ánh mắt lại một lần nữa đặt ở tiên linh thác nước. Nàng tự lầm bẩm Ninh Thiên anh Ninh Thiên, ngươi đã mang đến cho ta có đủ nhiều kinh hỉ, không biết, ngươi còn có thể mang đến thế nào kinh hỉ đâu. Lại là quá năm tiếng, thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư ở tiên linh thác nước bên trong chờ 10 tiếng sự tình. Đã là triệt để truyền khắp toàn bộ giao trì thánh địa. Không ít giao trì đệ tử đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu không phải là tiên linh tuyển không tha cho nhiều người như vậy, em sợ toàn bộ giao chi thánh địa mấy vạn nữ đệ tử đều sẽ đi vây xem đi. Giờ khắc này, Ninh Thiên trong đầu không ngừng có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Túc chủ thể phế cộng 1, tốc độ cộng 1, lực lượng cộng 1, tốc chủ thể phế cộng 1, tốc độ cộng 1, lực lượng cộng 1, tốc chủ thể phế cộng 1, tốc độ cộng 1, lực lượng cộng 1, tốc chủ thể phế cộng 1, tốc độ cộng 1, lực lượng cộng 1. Đồng thời, loại thanh âm này hay là liên tục không ngừng, ròng rã 10 tiếng, hắn lập lực cung cường độ thân thể đủ để sánh ngang một ít địa vương cảnh một cường già phải biết hắn thực lực chân chính mới thông linh cảnh tứ tinh a à. mạnh phát kiện thể thể đang chuẩn bị thay túc chủ bên trong linh hải linh khí túc chủ chuẩn bị sẵn sàng ha ninh thiên sững sờ thay linh hải linh khí ba hai một sau một khắc ninh thiên cũng cảm giác chính mình dường như một cái bồn cầu tự hoại giống như vậy có thể bên trong linh khí bị quất đến không còn một móng Nhất thời, một luồng cảm giác suy yếu tràn ngập ở Ninh Thiên các vị trí cơ thể, không có linh khí, cái này linh tuyền chi thủy nện ở trên thân, cũng chỉ có thể dựa vào đơn thuần thân thể lực lượng chống lại. Trong nháy mắt, Ninh Thiên trên thân xuất hiện không ít máu dấu vết, mà đổi đi linh khí, trong nháy mắt dọc theo nước suối hạ xuống, tiến vào tiên linh tuyền trong nước. Mặc dù là bị đào thải linh khí, nhưng ẩn chứa trong đó linh khí cũng hơn xa với tầm thường linh khí. Dù sao, lối kiếp linh mạch cùng tiên nhạc linh mạch linh khí đều bao hàm trong đó rất nhanh toàn bộ nguyên bản không có chút nào linh khí tiên linh tuyền tràn ngập cực kỳ linh khí nồng nặc thế nhưng tình cảnh này không có một người phát hiện bởi vì tất cả mọi người ánh mắt cũng đặt ở ninh thiên trên thân hệ thống ta muốn chấm nhỏ người linh khí còn không có thay xong á không chịu nổi á ninh thiên cắn răng trong lòng mạnh mẽ mắng to hệ thống vẻn vẹn dùng thuần thân thể mạnh bạo kháng hạ xuống linh tuyền chi thủy vậy liền coi là là một cái địa vương cảnh cũng kiên trì không mấy phút nếu không phải là thân thể hắn vừa được cường hóa sợ là sớm đã ngã xuống hệ thống ngữ trọng tâm dài túc chủ ngươi không cần chấm nhỏ ta ta đây là vì muốn tốt cho ngươi ninh thiên được 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 vì muốn tốt cho ta vì lẽ đó ngươi có thể hay không đem linh khí trả lại cho ta được rồi túc chủ tiếp hảo hệ thống thanh âm hạ xuống đón lấy một đạo cùng bạo linh khí chăn vào ninh thiên trong thân thể đậu phộng ninh thiên trong lòng chấn động mạnh một cái cái kia khổng lồ linh khí nhảy vào thân thể hắn xít chút nữa liền một ngụm máu cho nhổ ra may mà đúng lúc vận chuyển thiên thần lục không phải vậy nhất định phải bị hệ thống này đùa chơi chết Hệ thống, ta nhất định phải chấm nhỏ ngươi. Hệ thống, linh khí trở lại thân thể, Ninh Thiên cả người trong nháy mắt hoàn thành thuế biến, da rẻ trắng mịn rất nhiều, để vốn là đẹp trai khuôn mặt, càng thêm anh tuấn, mà trên thân thể cũng là tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Hô, thoải mái á. Ninh Thiên phun ra một bụng chọc khí, cơ thể bên trong linh khí mãnh liệt mà tăng lên một đoạn dài. Chúc mừng túc chủ đột phá, ta đạt đến thông linh cảnh ngũ tinh. ha cap, <laughs> khai ích nhập đạo linh mạch, còn tăng cường thể chất, hiện tại lại là lần thứ hai đột phá thật sự là tam hỷ lâm môn ninh thiên không nhịn được kích động cười lớn một trận tiếng cười truyền đến để không ít giao trì đệ tử sững sờ một hồi tiếp theo chính là nhìn thấy ninh thiên từ tiên lính thác nước bên trong lao ra đến chờ chút tổ sư thật giống không có mặc y phục không ít mắt sắc nữ đệ tử lập tức nhìn sang từng cái từng cái sắc mặt hồng hào tâm lý nai con kinh hoàng trong lòng chỉ có một câu có thể bày tỏ đạt tâm tình bằng to lớn không biết mấy ngàn giảm vậy khu phụ khoa trương khoa trương Tây Vương Mẫu dùng cái kia hơi có thâm ý ánh mắt nhìn Ninh Thiên một chút, ngước khí có chút chua, là vô tình người phụ nữ kia, thật sự là tốt phúc phận. Mê mơ, nhìn thấy xung quanh chúng nữ đều là mặt đỏ, Ninh Thiên một mặt trắng váng gãi đầu một cái. Tình huống thế nào? Tổ sư, ngươi, chỉ thấy, do chỉ thánh nữ gọi hắn một tiếng, viết đầu, vành tai một vệt dạng mây đỏ, nàng chỉ chỉ Ninh Thiên, anh, Ninh Thiên đầu đầy nước mắt, cúi đầu nhìn một lát, đậu phộng trong lòng trong nháy mắt ngàn vạn thớt con mẹ người đang chạy như bay mà qua đây nhất định là hệ thống vừa phóng thích linh khí thời điểm cho hắn quần đập vỡ tan hắn lại không hề phát giác cầu tệ hệ thống ta hận ngươi ninh thiên trong lòng mắng to một tiếng về sau vội vã chồng lên một cái y vật giờ khắc này trong lòng hắn trong nháy mắt muốn không biết bao nhiêu cái hướng về lạc vô tình giải thích lý do nhưng tựa hồ cũng không thành lập lão bà à không phải là ta có ý là chó này tệ hệ thống hố ta à ninh thiên trong lòng khóc không ra nước mắt khu khụ Tổ sư ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không truyền ra. Tây Vương mẫu vội hong một tiếng, hướng về Ninh Thiên bảo đảm nói. Tuy nhiên nàng nói nói như vậy, thế nhưng Ninh Thiên hoàn toàn không thể tin tưởng nữ nhân này, bởi vì nàng cái kia nhìn mình ánh mắt, đeo tại liều lĩnh lục quang, a chính là một thủ trả một thủ à? Vừa hắn từ thiên mà rơi, chiếm không ít giao trì đệ tử tiện nghi, hiện tại ngược lại tốt. Bảo ưng đến đến phiên hắn bị chiếm tiện nghi, khu phụ Ninh Thiên vội hong một tiếng, che giấu lúng túng. Việc này coi như thôi, liền không nên nhắc lại. Nghe vậy một đám giao chi đệ tử che miệng cười khẽ Ừm, um, ở nơi này cái thời điểm tiên linh tuyền bên trong một trận cường đại linh khí hướng trời bay lên trên mê mơ đây là cái gì tình huống cái này đột ngột biến trong nhảy mắt dẫn lên không ít người chú ý cái này nguyên bản không hề linh khí tiên linh tuyền vì sao sẽ ở lúc này báo phát cường đại như thế linh khí đâu chẳng lẽ một đám người ngờ vực ánh mắt rơi vào ninh thiên trên thân tổ sư cái này chẳng lẽ là người giao chi thánh nữ đôi mắt đẹp rơi vào ninh thiên trên thân trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngờ vực Chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng ta có chút quan hệ. Ninh Thiên xem tiên linh tuyển một chút, cảm nhận được trong đó lôi kiếp linh khí cùng tiên nhạc linh khí, nhất thời là minh bạch cái gì. Quả nhiên cùng tổ sư có liên quan, chuyên kỳ tổ sư, của nhiên danh bất hư truyền nha. Giao chỉ chúng nữ, đều là trợn to còn mắt, nhìn về phía Ninh Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập tính nể, có thể đem không hề linh khí tiên linh tuyển, trở nên tràn ngập như vậy nồng nặc linh trì bảo địa, chỉ sợ cũng liền tổ sư có thể làm được đi. Chúng nữ sắc mặt đỏ chót, trong lòng kích động không thôi. Cang tín ngưỡng năng lượng hấp thu cộng 1, tín ngưỡng năng lượng hấp thu cộng 1, tín ngưỡng năng lượng hấp thu cộng 2, tín ngưỡng năng lượng hấp thu cộng 1, trước mặt, tín ngưỡng năng lượng chứa đựng 100.100, tín ngưỡng năng lượng chứa đựng xong xuôi, Ninh Thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, không khỏi cảm giác thần kỳ, hiện tại ngược lại tốt, giao trì thánh địa đi một lần, ngược lại là thu hoạch không thiếu nữ sinh người tín ngưỡng, dĩ nhiên làm cho tiên linh tuyền tràn ngập linh khí nồng nặc, Tây Vương mẫu hơi có chút ngạc nhiên. Thánh chủ, cái này tiên linh tuyển, chúng ta có thể hay không tiến hành tu luyện. Giao trì thánh nữ đi tới, mang theo kích động đối với Tây Vương Mẫu bày ra. Xung quanh một đám giao trì đệ tử cũng là mang theo chờ mong nhìn Tây Vương Mẫu. Các nàng mơ hồ có cảm giác nếu như có thể tại đây tràn ngập binh khí tiên linh tuyền bên trong tu luyện, thực lực nhất định có thể đề bạc. Đi thôi. Tây Vương Mẫu trầm ngâm một hồi, gật gù. Tiếp đó, một đám đệ tử hoan hô một tiếng, từng cái từng cái nhảy vào tiên linh tuyền. Giao trì thánh nữ dù chưa xem những đệ tử kia đồng dạng kích động, nhưng cũng là bước dịu giảm tốc độ, bước vào tiên linh tuyền. Rất nhanh, một bộ mỹ lệ phong cảnh liền xuất hiện ở Ninh Thiên trước mắt, vậy sẽ khiến hắn cảm giác thấy hơi kỳ diệu. Theo lý thuyết, những linh khí này là từ trên người hắn thai, vậy này một ao tiên linh tuyền chẳng phải là tương đương với hắn nước tắm? Cái kia giao chỉ thánh nữ chờ trùng nữ, dung hắn nước tắm tu luyện có hay không có điểm? Khu phụ, Ninh Thiên vội ho một tiếng, vội vã là đem cái này tà ác suy nghĩ tung náo ở ngoài, sai người nhìn về phía Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu Gia trì thánh địa sự tình đã trừ, vậy ta trước hết cáo từ. Nói xong, Ninh Thiên xoay người muốn ly khai chậm đã tây vương Mẫu cũng là để cho ở hắn nhìn ninh thiên giống như nhìn một cái đại bảo bối nàng cười cười tổ sư bây giờ sắc trời cũng nhanh muộn lúc trời tối yêu thú hoành hành không quá an toàn tổ sư vẫn là tại ta giao chỉ thánh đi ở một buổi chiều cho thỏa đáng ấy, ninh thiên sững sờ một hồi nếu thật là yêu thú hoành hành vậy còn là lý do an toàn ở một buổi chiều cho thỏa đáng vậy làm phiền tây vương mẫu ninh thiên vung vung tay mê mơ tây vương mẫu mỉm cười gật đầu đang lúc này cái kia tiên linh tuyền bên trong Chứ nữ tử chơi đùa âm thanh, con truyền đến kinh hỉ tiếng. Anh, ta đột phá, thật, ta cũng đột phá, tổ sư thật thần kỳ nha. Không ít giao trì đệ tử đều là tường kế đột phá, trong giây lát này, Ninh Thiên Sáng tỏ nhận biết được. Tây vương mẫu cái kia nhìn mình ánh mắt càng ngày càng nóng rực, vậy sẽ khiến hắn ý niệm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không được, quá đêm nay, nhất định phải đi, hắn cũng không muốn bị ép khô. Ban đêm, đêm trăng tròn, Ninh Thiên được an bài ở giao chỉ thánh địa bên trong một chỗ khách quý bên trong phòng trải qua một ngày bận rộn hắn hiện tại đã rất khó vì lê đỏ cũng không có ý định tu luyện trực tiếp nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ dưỡng cho tốt tinh thần trời sáng ly khai thùng thùng lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm người phương nào ninh thiên hơi nhướng mày cũng không có ý định mở cửa trực tiếp hỏi ngoài cửa vang lên một cái nữ tử vũ mị thanh âm tổ sư sư muội có một cái không gió địa phương còn tổ sư giải thích nghi hoặc không được ninh thiên nói xong trực tiếp một cái vươn mình ngủ tiếp thùng thùng lại truyền tới tiếng gõ cửa ta không phải nói không được à tổ tổ sư lần này ngoài cửa vang lên là một cái mềm manh sư muội thanh âm tổ sư ta muốn cùng ngươi thảo luận nhân sinh ta không có ai sinh ninh mạnh mặt tối sầm lại trực tiếp từ chối sau đó sau nửa đêm hầu như đều có giao trì đệ tử đến gõ cửa mà các nàng mục đích cũng rất đơn giản chính là tìm đến ninh thiên thảo luận nhân sinh vừa bắt đầu ninh thiên đều là kiên nhận tình khí một một từ chối nhưng theo người càng ngày càng nhiều hắn đơn giản vận chuyển linh khí ngăn chặn lỗ tai tai không nghe vì là chỉ toàn vì là sau này mình hạnh phúc, Ninh Thiên mới sẽ không ngốc đến đáp ứng chứ. Ăn một bữa thịt, cùng đón đến ăn thịt đạo lý, hắn còn là minh bạch. Nếu là đêm này đáp ứng, em sợ trở lại, hắn liền sẽ mất đi hẳn đáng yêu. Vì lẽ đó, Ninh Thiên chỉ có thể là nghĩa chính ngôn từ từ chối. Hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, nam hài tử ở bên ngoài, vẫn đúng là phải bảo vệ tốt chính mình. Màn đêm thăm thẳm vắng người, thiên không thánh địa, thiên không thánh chủ nhìn vẻ mặt chán trường tô tỉnh, sắc mặt tối sầm lại. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định lại là đạo tâm bị phế. Cho hắn minh bạch tất cả về sau nhất thời tức giận đến không được lại là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư mẹ hắn con chim là ta thiên không thánh địa thánh tử sát thủ à đã hủy hai ta thay thánh tử giờ khắc này thiên không thánh chủ tức giận đến không được đối với ninh thiên trong lòng chỉ có sát ý nhưng bị vướng bởi nữ đế thực lực hắn cũng chỉ có thể đem hận ý đánh nát hướng về trong bụng nuốt khí là chân khí nhưng chính là không có cách nào ao ao một cơn gió thổi lá cây âm thanh vang lên thiên không thánh chủ hơi nhường may nhìn về phía trong viện là ai Thiên không thánh chủ không cần kinh hoàng, là lão phu. Trong viện, vang lên một trận cười quái dị, đón lấy, một vệt bóng đen hiện lên anh nên chiếu đi. Đương nhiên đó là chạy trốn hồi lâu ảnh ma lão nhân, là người. Thiên không thánh chủ quay đầu nhìn lại, khi thấy là ảnh ma lão nhân về sau, hắn lông mày hơi nhíu nhăn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không mau trốn, ngươi còn chạy đến ta thiên không thánh địa tới làm gì? Ta có thể không muốn bởi vì ngươi đắc tội lạc vô tình. Nghe hắn, tựa hồ hai người đã từng nhận thức. Yên tâm đi, ảnh ma lão nhân vung vung tay đặt mông ngồi ở một cái mát trên mặt ghế một bộ tiêu xài dáng giấc đây là ban đêm thiên ma giáo những tên kia lục soát không tới ta tung tích ảnh ma lão nhân khóe miệng hắt lên một vệt nụ cười âm trầm hơn nữa ta cũng định lại qua mấy ngày ta liền ly khai thiên nếu là cái này là vô tình còn muốn truy sát cùng lắm ta trực tiếp đi tới giới nghe vậy thiên không thánh chủ trầm mặc một hồi quá một hồi mới là ngẩng đầu ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang hỏi hướng về ảnh ma lão nhân vậy người tối nay tới ta cái này là làm cái gì thiên không thánh chủ không ngốc ảnh ma lão nhân đêm hung khí khoát tìm hắn nhất định không phải là đến cùng hắn đạo đừng đơn giản như vậy trong đó nhất định có khác tâm cơ hừ nếu liền chật vật như vậy trốn ta tự nhiên không cam lòng ảnh ma lão nhân từng tầng hừ lạnh một tiếng tâm huyết của hắn ảnh ma tông cơ hồ là bị thiên ma giáo diệt sạch tâm hắn đều đang chảy máu nếu cứ như vậy đi vậy thì quá oan uổng vậy người muốn làm gì thiên không thánh chủ trầm giọng hỏi hắn ẩn ước cảm giác đón lấy ảnh ma lão nhân chính là hắn tối nay tới mục đích làm cái gì ảnh ma lão nhân tàn nhẫn cười cười tự nhiên là muốn để cái này là vô tình trả giá thật lớn tuy nhiên nữ để ta thương không thế nhưng nàng yêu thích sẽ không một dạng ngươi ngươi có ý gì thiên không thánh chủ nhớ nhớ mày đầu mấy ngày trước thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư theo giao trì thánh nữ đi giao trì phòng trường ngày mai sẽ sẽ ly khai đến thời điểm đó ngươi cùng ta trực tiếp đi đem hắn cản giết làm sao ảnh ma lão nhân trong mắt lóe ra một đạo sâm lạnh sát cơ đạm mạc nói cái gì cản giết thiên ma giáo tổ sư thiên không thánh chủ kinh ngạc thốt lên một tiếng trong lòng run lên bần bật hẳn cằn răng ngươi sẽ không sợ bị lạc vô tình phát hiện sao sợ cái gì ảnh ma lão nhân sen thường nở nụ cười giao chỉ thánh địa khoảng cách thiên ma giáo bao xa coi như phát hiện cho nàng tới rồi lúc thiên ma giáo tổ sư cũng đã chết chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ là một cái thông linh cảnh tiểu tử có thể từ hai người chúng ta trong tay chạy trốn chuyện này Thiên không thánh chủ còn có chút do dự, sau lưng của hắn, nhưng còn có thiên không thánh địa. Mà bây giờ ảnh ma lão nhân, đã là cô độc, tự nhiên không cần bận tâm. Nhìn thấy thiên không thánh chủ vẻ do dự trên mặt, ảnh ma lão nhân ánh mắt lạnh lùng. Mắt nhìn một bên hôn mê bị phế tô tỉnh. Chẳng lẽ, người hai thay thánh tử cũng bị thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư phế bỏ. Người sẽ không muốn giết hắn sao? Chuyện này, thiên không thánh chủ khẽ cằn răng. Lưỡng đại có hy vọng nhất kế thừa hắn người thánh chủ này vị trí thánh tử cũng bị ninh thiên phế bỏ. Hắn làm sao có khả năng không giận? Thế nhưng là, đúng, cái kia trường kỳ tổ sư không phải là có đánh chết thần đế cảnh thực lực à? người đây giải quyết thế nào? suy nghĩ nhiều, ảnh ma lão nhân sen thường nở nụ cười. người vân đúng là cho rằng chỉ là thông linh cảnh có chém giết thần đế cảnh thực lực. theo ta thấy a à, nhất định là lúc đó là vô tình âm thầm ra tay mà thôi. nói tới chỗ này, nhìn thấy thiên không thánh chủ tựa hồ còn có chút do dự, hắn nhất thời sẽ không bình tĩnh. Ngươi đừng ma mà tức tức, đến thời điểm đó coi như là giết hắn. thiên ma giáo cũng chỉ tưởng rằng ta giết hắn mà thôi, người hoàn toàn có thể bo bo giữ mình nếu là thiên ma giáo tổ sư còn chưa trừ người sẽ không sợ người thiên không thánh địa lại không thánh tử sao thiên không thánh chủ trầm ngầm chốc lát trong mắt dày đặc sát cơ chợt lóe lên và đúng lúc này hắn rốt cục động sát tâm có lẽ là ảnh ma lão nhân câu nói đó đánh thức hắn nếu là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư bất tử quỷ kia biết rõ so hắn thiên không thánh địa còn có thể hay không ra thánh tử cứ quyết định như vậy trong đình viện hai người trong mắt giết quá sát ý ngày mai thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư chắc chắn phải chết giờ khắc này ninh thiên cũng không biết mình đã bị hai cái thần đế cảnh cường giả nhìn chăm chăm dùng linh khí ngăn chặn lộ tai không nghe được phòng ốc ở ngoài giao chỉ đệ tử thanh âm về sau hắn ngủ rất thơm mà cái kia một đám giao chỉ đệ tử nhìn thấy ninh thiên trước sau không có động tĩnh về sau đều là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà ánh mắt u oán giống như là thất tình tiểu cô nương ly khai nơi này ngày mai giao chỉ thánh địa trước sơn môn ban đầu không hề một người sơn môn vào thời khắc này lại là tụ tập một đống lớn giao chỉ đệ tử các nàng ánh mắt đều là dồn dập không muốn nhìn về phía ngoài sơn môn cái kia một người nhìn thấy cái này to lớn tống biệt đội ngũ ninh thiên gãi đầu một cái sau đó nhìn về phía phía sau tây vương mẫu mấy người bác đắc sĩ nói tây vương mẫu thánh nữ các người thật không có cần phải đưa khánh khách tây vương mẫu phát sinh một trận như chuông bạc dễ nghe thanh âm tiến đến ninh thiên bên cạnh tổ sư thực sự không tại ta giao trì thánh đi ở mấy đêm ta những này giao trì đệ tử đều là đối tổ sư người lưu luyến không rời đây này ấy ninh thiên sững sờ một hồi lên vội vàng lắc đầu từ chối đa tạ tây vương mẫu lòng tốt nhưng đi ra nhiều ngày lão bà ta nhất định rất nhớ ta ta còn là sớm chút trở về đi thôi lúc này mới ở một buổi chiều thì có một đồng dao chỉ đệ từ buổi tối tìm hắn thảo luận nhân sinh thật là là ở thêm mấy đêm chẳng phải là muốn phá cửa mà vào đối với hắn dùng sức mạnh hắn cái này thanh bạch chỉ định khó giữ được tây vương mẫu mị mị đôi mắt đẹp một mặt thất vọng như vậy á à, vậy thì thật là quá đáng tiếc kha kha cáo từ chú vị ninh thiên hướng về giao trì chúng nữ cáo biệt đưa tay đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi một hơi một đạo tiếng coi hiện lên giữa bầu trời tiếng xe gió vang lên một đạo cự ảnh xuất hiện ở giao trì thánh địa sơn môn trên khoảng không xoay quanh sau đó hạ xuống chính là linh vũ tước chư vị núi cao nước dài khá khả chúng ta hữu duyên giang hồ hẹn gặp lại linh vũ tước rơi trên mặt đất ninh thiên một bước nhảy lên linh vũ tước vỗ cánh chuẩn bị rời đi tổ sư đang lúc này giao trì thánh nữ hàm giang khe cắn môi đỏ trong con ngươi sóng quang lưu chuyển nhìn về phía ninh thiên tổ sư sẽ có một ngày ngươi tại đến giao trì giao khê ổn thỏa tiếp đãi ha ha ninh thiên cười cười hướng về phía nàng vung vung tay linh vũ tức lúc này vung lên cánh chim xông lên tầng mây chớp mắt hóa thành một đạo lưu tinh một thanh âm từ thiên mà rơi vậy tại hạ liền mỏi mắt mong chờ nhìn cái kia một đạo biến mất lưu tinh một đám giao trì đệ tử đều là buồn bã u dụ liên tục thở dài giao trì thánh nữ nhìn ninh thiên phương hướng rời đi suy nghĩ xuất thần Tuy nhiên cùng cái này truyền kỳ tổ sư tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng cũng sâu sắc lưu ở trong đầu của nàng, lái đi không được. Làm sao? Giao khê nhà đầu, coi trọng tiểu tử kia. Một bên, Tây Vương Mẫu cười hít mắt treo gẹo nói. Chuyện này, giao trì thánh nữ sắc mặt khoảnh khắc hồng hào, vội vã phủ nhận. Mới, làm gì cỏ, húng chi, tổ sư là có thê tử. Sợ cái gì? Tây Vương Mẫu võ ngực một cái, cười tùng tìm nói. Cùng lắm, chúng ta giao chỉ liền đen tổ sư cho đoạt tới. Tuy nhiên là vô tình người phụ nữ kia vô cùng mạnh mẽ, ta khả năng cũng không phải là đối thủ, nhưng vẫn là có thể thử một chút. Nghe vậy, giao chỉ thánh nữ khóc cười không được, không, không cần. Tây vương mẫu liền muốn nói chuyện, đột nhiên nàng hơi nhướng mày, nhìn về phía ninh thiên phương hướng rời đi. Ồ, thật giống, lại vật gì? Trên bầu trời, linh vũ tức thân hình phá tan đám mây. Tiểu linh, ngươi nên biết hồi thiên mà giáo đường đi như thế nào đi. Ninh thiên ngồi ở linh vũ tức trên lưng hỏi, si đến kê đến ý đến ti, 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 chít chít linh vũ tước gọi hai tiếng cũng hướng về phía ninh thiên lật một cái liếc mắt tựa hồ câu nói kia tiếng kêu phảng phất lại biểu đạt người đây không phải phí lời sao ninh thiên cũng không đi gặp lại nó tiếng kêu y tứ nếu linh vũ tước biết rõ là hắn có thể an tâm ở trên đường tu luyện chợt hắn ngồi xếp bằng lấy ra hồn nguyên châu bắt đầu tu luyện rất nhanh quanh thân cái kia linh khí nồng nặc liền đem hắn cả người bao phủ thời gian từng phút từng giây chuyển rời hồn nguyên châu bên trên từng sợi từng sợi linh khí theo linh mạch tiến vào ninh thiên linh hải bên trong Hô, quá một hồi, Ninh Thiên hai con mắt hơi trợn ra, khét nhả một ngụm chọc khí. Tuy nhiên vừa tu luyện không có đột phá thực lực, nhưng cuối cùng là đem tự thân cảnh giới triệt để củng cố. Ninh Thiên vẫn tin chắc, từng bước chân một nguyên tắc, chỉ cần thực lực củng cố được, cái kia đột phá sẽ càng thêm dễ dàng. Tiểu Linh, hiện tại đến nơi nào? Ninh Thiên hỏi hướng về Linh Vũ Tước. Chít chít, Linh Vũ Tước ra hiệu Ninh Thiên tra phía dưới nhìn lại. Ninh Thiên ánh mắt nhìn, phía dưới là một mảnh đen nhánh sơn mạch, rõ ràng là ban ngày. Nhưng ánh mặt trời chiếu đi lúc, Sơn mạch vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, nơi này là, Ninh Thiên lầm bờ một tiếng, cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, hắn lấy ra địa đồ, cẩn thận nhìn một lát, Hắc Ám Sơn Mạch, với khoảng cách Thiên Ma giáo, còn có chút khoảng cách a, biết mình cụ thể, vị trí về sau, Ninh Thiên thu lên địa đồ, chuẩn bị để linh vu tức tăng nhanh tốc độ phi hành. Ừm, um, đột nhiên, hắn tự hồ là ở Hắc Ám xâm Lâm trông được đến một vệt ánh sáng. Kỳ quái, cái này ánh mặt trời chiếu đi qua, đều vô pháp dành cho chỉ riêng Hắc Ám Sơn Mạch, tại sao có thể có chỉ riêng ngay Tại Ninh Thiên trong lòng cảm giác kinh ngạc thời gian, một màn kia ánh sáng ở trong chớp mắt, hướng về Ninh Thiên vọt tới, bịa nó, Ninh Thiên đồng tử mãnh lề co rụt lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp theo không chút do dự, trong lòng mặc niệm một tiếng, hệ thống, khởi động nhanh như chớp thể kỹ năng, đang tại sử dụng, nhanh như chớp thể, sử dụng thành công, âm rơi, Ninh Thiên cùng linh vụ tước trong nẻ mắt hóa thành một tia chớp, lôi đỉnh tuôn ra, trong nẻ mắt, biến mất không còn tam hôi, âm, um, âm um, âm, um thiên không hình như có tiếng sấm lấp lóe làm ninh thiên cùng linh vũ tức biến mất không còn tăm hơi về sau cái kia một đạo quang mang nhằm phía thiên không ừm um, thiên không phảng phất vào đúng lúc này rung động ồ oh, một đạo nghi hoặc tiếng vang lên hắc ám sơn mạch Hai bóng người trong né mắt xuất hiện ở trên bầu trời chính là ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ hai người bọn họ đã sớm mai phục tại lúc này thiên ma giáo vùng đất phải đi qua chuẩn bị làm ninh thiên xuất hiện lúc một chiêu mặt sát. thế nhưng là làm ninh thiên xuất hiện sát chiêu sắp rơi vào ninh thiên trên thần lúc hắn nhưng biến mắt không còn tăm hơi nhìn rộng tích thiên không hai người ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên hắn người đau thiên không thánh chủ sắc mặt khó coi vừa cái kia một chiều chính là từ hắn phát sinh lẽ ra một trăm phần trăm mặt sát ninh thiên một chiều lại là khoảng không hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy tiểu tử hắn có cái gì thoát thân đồ vật ảnh ma lão nhân trầm ngâm một hồi nhíu nhíu mày bắt quá lấy tiểu tử kia thực lực nên không trốn được bao xa nhìn ta huyết tức thuật âm rơi ảnh ma lão nhân trong tay huyết khí lấp lóe một trưởng vỗ vào không trung Ừm, um, huyết khí bao phát xung quanh trong ném mắt bị một mảnh huyết vụ tràn ngập mà trong huyết vụ có một vết lại là sạch xanh xanh mà đó chính là ninh thiên chạy trốn phương hướng cái hướng kia chúng ta đuổi theo ảnh ma lão nhân ánh mắt lẫm nhiên chợt quát một tiếng đón lấy hai người bỗng nhiên phóng đi hô khoảng cách hắc ám sơn mạch mấy vạn mét xa trên cao không ninh thiên thở một hơi cũng còn tốt thời khắc nguy cơ phát động nhanh như chớp thể không phải vậy vẹn vẹn chỉ là cái kia một đạo công kích cũng đủ để lấy tính mạnh của hắn nhanh như chớp thẻ sử dụng số lần còn lại dư hai còn có hai lần cơ hội lại đến tôi cùng là ai muốn giết ta ninh thiên trao mày biểu hiện cực kỳ ngưng trọng vừa cái kia một đảo cùng kích tuyệt đối là thần đế cảnh cường giả không sai ừm um, ừm um. lúc này mấy ngoài ngàn mét hai đạo tiếng xẻ gió vang lên cái kia cường đại đế cảnh khí tức từng trận kéo tới áp bách toàn bộ thiên không vậy mà nhanh như vậy hay là hai cái thần đế cảnh cường giả ninh thiên đồng tử có rụt lại sắc mặt tái xanh cái này thần đế cảnh cường giả tốc độ bạo phát của thực khủng bố như vậy rõ ràng trong né mắt liền ra ra mấy vạn mét khoảng cách nhưng như cỗ là bị mấy phút bên trong đuổi theo còn có hai lần thuấn di thời cơ tiểu linh chỉ là thánh hoàng cảnh yêu thú tốc độ phi hành kém xa tít tắt thần đế cảnh cường giả thế nhưng là cái này hai lần thời cơ tuyệt không thể dùng linh tinh giờ khắc này ninh thiên trong đầu nhanh chóng vận chuyển muốn tìm một cái chạy trốn phương pháp hắn hiện tại thật là có thể liên tiếp sử dụng hai lần nhanh như chất thẻ kỹ năng thời cơ đạt đến trong né mắt kéo dài khoảng cách thế nhưng là rút ngắn khoảng cách đối với thần đế cảnh cường giả Vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi coi như ra ra một dạng sẽ bị đuổi theo kỹ năng này thấy không thể dùng linh tinh nhất định phải chờ bọn hắn tiếp cận đồng thời phát động trí mạng lúc công kích sử dụng vừa đến tránh né trí mạng công kích thứ hai trong né mắt thoát thân giờ khắc này để cho ninh thiên chỉ có cái này một lựa chọn đáng ghét ninh thiên khe cắn răng đột nhiên linh vụ tức phát sinh một trận kinh hoàng tiếng kêu chỉ thấy trước mắt một đám mưa máu xuất hiện trong huyết vụ ở nước hiện lên một cái kho người thân ảnh tiểu linh tránh ra hắn thấy thế, Ninh Thiên chợt quát một tiếng, Linh Vũ tước lấp lóe một trận hàn mang trên lồng vũ, Linh khí điên cùng phun trào, bảo phát một trận động lực, trong né mắt hướng về một bên khác bay đi. Ừm, uhm, ca ca, con muốn trốn, tiểu tử, hôm nay ngươi coi như là chắp cánh, cũng khó trốn. Ảnh ma lão nhân hừ lạnh một tiếng, một luồng đế uy bỗng nhiên bạo phát. Ừm, uhm, thần đế oai ba phủ toàn bộ thiên không? Phúc, Ninh Thiên cả người chấn động, có thể bên trong một trận kêu rên vang lên, một ngụm máu tôi phun ra tới. Ngươi, ngươi là ảnh ma lão tặc ninh thiên khe cằn răng sắc mặt âm trầm người tới dĩ nhiên là ảnh ma lão nhân giờ khắc này trong không khí lưu chuyển từng sợi từng sợi thần đế ai để hắn khó thở cả người xương cốt có kẹt vang vọng bắt thịt đỏ lên dường như muốn bạo liệt nếu không phải ở tiên Linh thác nước bên trong tăng cường thể chất em sợ tại đây thần đế ai thân thể hắn liền không kiên trì được đây vẫn chỉ là ảnh ma lão nhân vô ý phóng thích liền có thể để ninh thiên như vậy thần đế cường giả càng kinh khủng như thế như vậy tiểu tử hôm nay ngươi hẳn phải chết ảnh ma lão nhân trong mắt lóe ra một đạo sâm nhiên ý lạnh sát cơ ánh mắt phát lạnh, giơ tay một đạo uy thế khủng bố hiện lên giống như một tòa lao tù giống như trực tiếp đem ninh thiên cùng linh vụ tức nhốt ở bên trong rất hiển nhiên hắn không có ý định cho ninh thiên một tia thời cơ thiên khung diệt hắn, bầu trời tuyệt sát một đạo bạo ung tiếng từ nơi không xa vang lên chỉ thấy thiên không thánh chủ bỗng nhiên giơ tay trong tay giống như là cái kia bầu trời mãnh liệt hướng trong lòng gia minh mạch đập tới linh khí bầu trời đập về phía ninh thiên hắn cả người ra thịt vào thời khắc này nứt ra nháy mắt chỉ thấy biến thành một người toàn máu co kẹt co kẹt ninh thiên cắn chặt răng cửa ải cắt gao trừng mắt ảnh ma lão nhân cái kia âm ngoan ánh mắt để ảnh ma lão nhân đúng là giật mình trong lòng hắn hơi nhiều cau mày âm thanh lạnh lùng nói thiên khung mau mau giải quyết tiểu tử này mê mơ thiên khung thánh chủ trọng trọng gật đầu mắt lộ ra vẻ điên cuồng giơ tay lên bỗng nhiên hạ xuống ơm ừ, tiểu tử đừng có trách ta ngươi phế hai ta nhậm chức thánh tử đây là ngươi nên trả giá thật lớn Phế hai vị thánh tử, thiên khung, trong nẻ mắt, Ninh Thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Ngươi là thiên khung thánh chủ? Ừm, um, đế uy áp sát, phốc, Ninh Thiên máu tươi chảy dòng khí tức mất tinh thần, hắn gắt cao nhìn chằm chằm cái kia hạ xuống linh khí bầu trời. Hắn còn chưa sử dụng nhanh như chất thể, hắn muốn bảo đảm nhất định có thể tránh né lúc. Có khả năng sử dụng, không phải vậy, hết thảy đều là toi công. Ừm um, um. ở cái kia áp sát đế uy phía dưới, Ninh Thiên xương cốt đều là phế không biết bao nhiêu cân Hắn nhãn cầu bên trong tràn đầy tơ máu, môi cắn cũng phá huyết nhưng vẫn là thân thể thẳng tắp các cao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu hạ xuống linh khí bầu trời tiểu tử này nhìn thấy ninh thiên dáng dấp này ảnh ma lão đầu hơi hơi thay đổi sắc mặt ninh thiên tuyệt đối là hắn gặp qua cứng rắn nhất hậu bối tiểu tử người rất lợi hại bất quá người hay là muốn chết ảnh ma lão nhân lắc đầu một cái cái kia linh khí bầu trời hầu như muốn nện xuống ha ha ninh thiên trừng mắt ảnh ma lão nhân cười có chút âm u trong miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra lão già kia ngươi chở ta Ừm. Um âm rơi, cái kia linh khí bầu trời âm âm hạ xuống. Âm, um, toàn bộ thiên không đều là chấn động mạnh một cái, có ngày không tựa hồ cũng bị xé nứt. Âm um, âm, um, mà cái kia cao mấy ngàn thước khoảng không phía dưới, ở vào linh khí bầu trời sơn mạch đều là trong khoảnh khắc bỗng nhiên anh sụp. Một cái đường kính đạt đến mấy trăm mét địa động bị nện mọc, hắn cái này dù sao cũng nên chết đi. Thấy cảnh này, ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ khẽ nhíu mày, nhưng đột nhiên nhìn thấy một trận kim quang lấp lé cái đó là tiểu tử kia dĩ nhiên còn chưa có chết sao có thể có chuyện đó thấy cảnh này ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt lóe ra một vẻ thiếp sợ ninh thiên đây là làm sao từ hầu như hủy diệt một chiêu dưới chạy trốn đáng ghét thật sự là một cái đánh không chết con rán chúng ta đuổi theo ảnh ma lão nhân khẽ cần răng sắc mặt tái xanh chẳng lẽ hôm nay còn có thể để ninh thiên từ hai vị thần đế cảnh cường giá trước mặt chạy không được vận dụng nhanh như chớp thể, lại một lần nữa chuyển vị mấy vạn mét mà lúc này cũng chỉ có một lần cuối cùng thời cơ phốc Ninh Thiên hiện tại cơ hồ là tay chân đất đoạn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cả hai kẻ lão bất tử, ta nhất định phải giết chết các người. Ninh Thiên ngã vào linh vũ tước trên lưng, gắt gao cắn răng, thời khắc này. Trong lòng hắn tràn ngập đối với lực lượng khát vọng, người khiếp sợ ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ. Tương lai diệu thủ hồi xuân đan một viên. Diệu thủ hồi xuân đan, hoa đà trên đời, có thể bảo vệ ở tu luyện kinh mạch không bị phá hoại. Chậm nhanh chữa trị cơ thể bên trong thương thế hô ninh thiên thở một hơi lần này tổng không còn lo lắng khổ cực tu luyện kinh mạch bị hao tổn hệ thống sử dụng diệu thủ hồi xuân đan đang tại sử dụng diệu thủ hồi xuân đan sử dụng thành công theo từng trận thuốc thơm hiện lên ninh thiên cơ thể bên trong lắp lòe cuối cùng là được hóa hoãn bất quá hiện tại hắn sao là một cái thảm chữ được hóa thành một người toàn máu cơ hồ là cả người đều tại chảy máu mà giờ khắc này ninh thiên trong lòng bàn tay lắp lấy một vệt làm sắc hơi ánh sáng hơi chỉ riêng chọt lòe lên hắn vẫn chưa phát hiện tiểu linh mau mau bay ninh thiên hiện tại chỉ có thể là để linh vũ tức tăng nhanh tốc độ có thể có bao nhanh Lên bay bao nhanh chít chít giờ khắc này linh vũ tức tự hồ cũng là biết rõ sự tình tầm quan trọng động dùng tốc độ nhanh nhất phi hành sau đó chính là người đuổi ta trốn đang chạy trốn chết quá trình bên trong ninh thiên vì là tránh né ảnh ma lão nhân thần để nhất kích cũng là đem một lần cuối cùng nhanh như chất thời cơ cho dùng giữa bầu trời tình cảnh này hấp dẫn không ít người chủ ý lực những con giả này vốn định nhìn đến tột cùng là chuyện ra sao thế nhưng cảm nhận được cái kia hai đạo khủng bố đế cảnh khí tức về sau từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc hai cái thần đế cảnh cường giả dĩ nhiên đang đuổi giết một người đến tôi cùng là cấp bậc gì cường giả mới có thể làm cho hai tên thần đế cảnh cường giả truy sát trên mặt đất không ít cường giả trong lòng đều là kinh ngạc mà nghi hoặc nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là bị đuổi giết vẻn vẹn chỉ là cưỡi một con thánh hoàng cảnh yêu thú thông linh cảnh thiếu niên mấy phút sau một trò ít dấu chân người thâm sơn bên trên ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ hai người đen ninh mạch về nhốt không hổ là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư có thể ở trong tay chúng ta chạy trốn ba lần ảnh ma lão nhân hừ lạnh một tiếng mắt lạnh nhìn ninh thiên ta ngược lại muốn xem xem tiếp đó người muốn thế nào trốn ninh thiên cắn răng trong lòng nhanh chóng thôi diễn sống tiếp tỷ lệ thế nhưng là bất kể như thế nào thôi diễn giải quyết cũng chỉ có một đó chính là chết thời khắc này ninh thiên trong lòng vẫn chưa tuyệt vọng nếu hẳn phải chết vậy thì ra sức nhất chiến ai nói thông linh cảnh không thể cùng thần đế cảnh nhất chiến dĩ nhiên ta liền muốn chiến cho các người xem bất luận sinh tử chuyến liền có thể ninh thiên giấy giụa từ tiên linh tước trên lưng đứng lên một mặt tiêu sái buồn cười tiểu tử thiên không thánh chủ châm biếm cười ninh thiên không biết tự lượng sức mình hệ thống cho ta phát động tín ngưỡng uy năng ninh thiên trong lòng khẽ quát một tiếng giờ khắc này linh khí từ lâu khô cạn có thể sử dụng chỉ có cái này một chiêu đang tại sử dụng tín ngưỡng uy năng khởi động trong nháy mắt ninh thiên chứa được uy năng bạo phát một đạo to lớn kim quang từ trong thân thể của hắn nổ bắn ra đến ừm um cái kia tính ngưỡng kim quang trong khoảnh khắc đánh về đang tại châm biếm thiên không thánh chủ sắc mặt hắn mãnh liệt biến đổi do tay liền muốn chống đối âm um, anh một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên một cái cụt tay hướng về đối diện hạ xuống anh tay ta cánh tay thiên không thánh chủ kêu thảm một tiếng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía ninh thiên khuôn mặt dữ tợn rít gào nói tiểu tử ngươi lại dám đoạn ta một tay chết đi cho ta trong phút chốc một đạo đế uy mãnh liệt đánh về ninh thiên một trường này ninh thiên không thể trốn phải kết thúc à Si đến kê đến ý đến ti 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 đột nhiên ninh thiên rõ ràng cảm giác được thân thể hắn đột nhiên bay lên không trung chỉ thấy linh vũ tước một cái vươn mình dĩ nhiên là đem chèo ở trước người hắn ừm đế uy một trưởng trong nẻ mắt rơi vào linh vũ tước trên thân răng rắc linh vũ tước thân thể trong nẻ mắt hóa thành hai nửa cái kia nóng bỏng máu tươi vầy vào ninh thiên trên mặt hắn đồng tử mãnh liệt co rụt lại tiếp đó thân thể bị đế uy đánh về mặt đất thời khắc nguy cơ cái kia tồn tại cùng linh vũ tước bên trong cuối cùng ý thức vận dụng cái kia một con cánh chim đem hắn bao bao ở trong đó âm um, âm um, trên mặt đất trong ngáy mắt xuất hiện một đạo hồ lớn phốc ờ uh, ninh thiên trong lòng ngực tụ huyết không ngừng phun ra khí tức mất tinh thần hắn chú ý không được thân thể đau đớn phát dầu đồng dạng chạy về phía cái kia linh vụ tức nửa đoạn thi thể nhưng đã là vô lực hồi thiên tiểu tử người dĩ nhiên còn chưa có chết thật là vận khí tốt ta à? ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ chậm rãi theo trời khoảng không hạ xuống chăm chọc nhìn ninh thiên bất quá mà tiếp đó với vận khí nhưng là không còn có tốt như vậy ta xem người nào còn sẽ bỏ mệnh cứu ngươi linh vũ tước ninh thiên môi thay đổi trong miệng không ngừng lẩm bẩm tuy nhiên linh vũ tước chỉ là yêu thú nhưng cái này liều mình bảo vệ mình hành vi như cố là sâu sắc cảm động ninh thiên tiểu tử chuẩn bị chết đi ảnh ma lão nhân giơ tay lên trong khoảnh khắc cái kia khổng lồ thao thiên ma khí từ tay của hắn bên trong vận chuyển đi ra trong lòng hắn cũng vào đúng lúc này thở một hơi Tuy nhiên bị tên tiểu tử này trốn ba lần, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể đem hắn đánh chết. Ta, ta muốn các người chết, ta nhất định muốn các người chết. Đột nhiên, Ninh Thiên mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhãn cầu bên trong tràn ngập tơ máu. Hắn ánh mắt giữ tợn nhìn hai người, tê, cái kia điên cuồng ánh mắt, liền ngay cả ảnh ma lão nhân cùng Thiên Không Thánh chủ đều là run lên trong lòng ánh mắt này, giống như là địa ngục mà đến đồng dạng âm ngoan. Chỉ bằng ngươi, Thiên Không Thánh chủ sen thường cười gằn, cơ thể bên trong lại một lần nữa để uy điều động. Hắn nói các người chết, các người đương nhiên phải chết đột nhiên trong thiên địa một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bao hàm sát ý thanh âm cô gái vang lên chỉ thấy ninh thiên trong lòng bàn tay cái kia là vô tình khắc họa trận pháp và đúng lúc này bạo phát chính thức kim quang tiếp đó cái kia ngoài trận pháp bao phủ toàn bộ sơn mạch thiên địa linh khí và đúng lúc này bị điều động đây là thấy cảnh này ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ đồng tử mãnh liệt co rụt lại đây là không gian chuyển di trận ảnh ma sắc mặt lão nhân mãnh liệt biến đổi thanh âm hầu như khủng hoảng mà run rẩy nhanh giết tên tiểu tử này không thể để cho trong tay hắn trận pháp hấp thu linh khí không phải vậy là vô tình có thể thông qua không gian chuyển di trận pháp mà đến mê mơ thời khắc này thiên không thánh chủ cũng hoảng hai người cơ hồ là trong cùng một lúc nhằm phía ninh thiên vào thời khắc này trong thiên địa một trận tiêu vui mừng vang lên trong phút chốc thời gian phảng phất bị đông cứng ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ trực tiếp bị nhốt tại chỗ cũ khốn trận tiêu thanh đây là đây là tây vương mẫu tuyệt kỹ sắc mặt hai người đại biến chỉ thấy trên bầu trời một đạo từ y bóng hình sinh đẹp hiện lên Bên mét chính là một thanh trường tiêu. Làm sao nàng? Nàng cũng tới. Ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ hai người, trong mắt đã tràn đầy kinh hoàng. Thân thể run không ngừng. Nếu là lạc vô tình cũng tới, thêm vào tây vương mẫu, đó chính là hai vị đại đế. Xong, thời khắc này, trong lòng hai người hầu như tuyệt vọng. Ơm, um, trong phút chốc, thiên địa linh khí chấn động. Không gian chuyển di trận điều động thiên địa linh khí, một trận kim quang ông ánh. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở ninh thiên bên cạnh, nàng ánh mắt lạnh lùng vô tình, trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy hàn sát chính là là vô tình nhìn bên cạnh cái kia đã là biến thành huyết nhân ninh thiên là vô tình tâm lập tức đã bị nắm chặt cảm giác là cái kia cực kỳ đau các người thật đáng chết các người thật đáng chết rất tiếng trong phút chốc là vô tình trên thân một lùng đại đế uy áp mãnh liệt bao phủ bốn phía toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc thiên không lúc sáng lúc tối ở đại đế ai dưới thiên không rung động lớn run dày, khánh khách cách đó không xa cao khoảng không thấy cảnh này tây vương mẫu cười trên sự đau khổ của người khác cười rộ lên hai người này xem ra là hoàn toàn trọc giận lạc vô tình phải biết nữ nhân này điên cùng lên người nào dám một mình chống đối bất quá nhìn thấy ninh thiên thảm trạng nàng trong đôi mắt cũng là né qua một vết tức giận đường đường hai cái thần đế cảnh cường giả dĩ nhiên truy sát thông linh cảnh ninh thiên thật sự là nét mặt giả nua cũng không muốn hai người các người đem ở cái thế giới này hồn phi phách tám là vô tình lạnh lùng nhìn về phía hai người định động thủ đùng đang lúc này một cái tay đột nhiên nắm lấy lạc vô tình tay ngọc âm thanh yếu ớt vang lên lão bà để cho ta tới mê mơ lạc vô tình trong lòng cả kinh nhìn ninh thiên máu mê khắp người dáng vẻ nàng đau lòng cực kỳ ngươi cũng như vậy đừng nhúc nhích ninh thiên lắc đầu một cái nhìn về phía ảnh ma lão nhân cùng thiên không thánh chủ trong mắt tràn ngập biên cùng sát ý túc chủ ngươi không nên lộn xộn ở tiếp tục như vậy ngươi sẽ phế bỏ Diệu thủ hồi xuân đan đều bảo vệ không được ngươi hệ thống cái kia lo lắng thanh âm ở ninh thiên trong đầu vang lên ninh thiên không hề trả lời đây là gắt gao cằn răng một mặt không chịu thua giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ hắn muốn đích thân giết hai người này túc chủ ngươi đây là nhân loại cảm tình à cảm nhận được chính mình túc chủ càng như thế quật cường hệ thống dĩ nhiên là bị khiếp sợ đến người khiếp sợ hệ thống thu được thiên thần đại đế hư ảnh thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ thiên thần đại đế hư ảnh đang tại triệu hoán triệu hoán thành công Ừm, um, trong phút chốc ninh thiên bị một trận kim quang bào phủ phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện một đạo đầy đủ trăm mét lớn nhỏ kim quang hư ảnh đại đế ai càng vào thời khắc này bạo phát